Cô dâu phù thủy và chú rể trong thái đến ngày hôm nay thì cũng đã đủ tháng đủ ngày đủ tiền đủ vàng đủ đạo làm chồng đủ công làm vợ và đủ cả hai họ bốn bề về đây chúc mừng đám cưới ngày hôm nay. Và ngay giờ phút này đây sẽ không thể để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời cô dâu mong thủy, chú rể trung thái hãy tay trong tay bước vào bên đàng hoàng hạnh phúc của mình. Xin được trân trọng kính mời. Và quý vị đây chúng ta sẽ cùng nhau đồng một tràng pháo tay không nhiên để chào đón tôi tân lang tân nương ạ. Ban tiếp cận của gia đình sẽ chuẩn bị những pháo màn và bắn pháo hoa rực rỡ để dành tặng cho cô dâu và chú rể đúng không ạ? Xin được trân trọng kính mời. Về phía họ gia đình nhà gái, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu bố lò văn bánh mẹ Hoàng Thị Hồng hãy trở về với sân khấu chính để ra mắt tới toàn thể quý vị. Về phía họ nhà trai, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bố Triệu Văn Sược mẹ Phan Thị Điệp hãy trở về với sân khấu chính để ra mắt tới toàn thể quý vị. Xin vâng kính chào toàn thể quý vị khách quý nhân đến. Cùng những tình cảm của toàn thể quý vị để cùng những ánh mắt, những nụ cười, những món quà của quý vị để chúc đến, chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau đây ban tổ chức cũng được xin trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình của chúng ta cũng cùng hiện diện trên sân khấu để cùng ra mắt cũng như có lời cảm tạ tới toàn thể quý vị khách quý đã bớt chút thời gian quý giá vàng ngọc của mình đến dự đại lễ vu quy. Chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ phù thủy và trung thái trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng và kính mời toàn thể đại gia đình thân thương của chúng ta ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời vị đại diện cho gia đình nhà gái ông ngoại của chú rể hãy trở về với sân khấu chính để ra mắt tới toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và để tiếp nối chương trình xin được trân trọng kính mời bố của cô dâu sẽ khẩn trương về với sân khấu chính để ra mắt tới toàn thể quý vị. Và xin mời vị đại diện cho gia đình ông ngoại của Thủy đó ạ sẽ trở về với sân khấu chính ạ. Hiện diện trên sân khấu hạnh phúc của buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, chính là đại gia đình thân thương cũng như là bạn trẻ hạnh phúc nhất dạng người nhất. Ban tổ chức xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón đại gia đình thân thương chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến đã và đang hiện diện trên sân khấu của chúng tôi lúc này đây. Về phía bên tay phải của chú rể đó chính là bố đẻ của chú rể và chị gái ruột của chú rể. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đại diện cho họ gia đình nhà trai nha. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến. Từ phía từ kèo tiếng gọi của con tim thì chú rể của chúng ta về phía phái đoàn nhà trai đến từ tỉnh Cao Bằng quý vị ạ. Được vâng ạ. Vâng, về phía bên tay trái của cô dâu thì đó chính là sắc thân cô báu của cô dâu chú tài bản Khởi Phúc xã Đông Đường của chúng ta. Quý vị ơi, một tràng pháo tay thật lớn thật đồng nhiên để chào đón đại diện hai bên gia đình nha. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, chủ nhân của tấm tiểu hồng và quý vị đã gặp trên thay để trở về với đại lễ mừng vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ chúng ta ngày hôm nay. Xin mời hai bạn hạnh phúc nhất dạng người nhất của chúng ta hãy cùng nắm tay nhau bước lên hai bước cũng như đại diện gia đình chúng ta hãy cúi chào tới toàn thể quý vị khách quý thay cho lời cảm tạ chân thành nhất. Xin mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, trải qua nhiều năm tháng học tập công tác tìm hiểu của cô dâu Mộc Thủy và chú rể Trung Thái thì đến ngày hôm nay tình yêu của hai em đã được đơm hoa kết trái và chính thức trở thành hiện thực. Nhờ được sự nhất trí cao cả của hai bên gia đình, nhờ được sự nhất trí của chính quyền địa phương nơi sở tại và sự đồng tình ủng hộ của cô dâu Mộc Thủy và chú rể Trung Thái trong buổi trưa ngày hôm nay. Chú rể Trung
tôi đi đại diện của phái đoàn nhà trai sẽ có những tình cảm để cùng chia sẻ tới toàn thể quý vị khách quý có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời ạ. Hôm nay chính thức là lễ thành hôn cho hai con Thủy và Thái. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ và động viên rất nhiệt tình cho cuộc vui này. Và chúng tôi rất vinh dự được hưởng những giờ hạnh phúc thiêng liêng nhất của các con, được bên nhà gái và toàn thể anh em có mặt hôm nay đã ủng hộ giúp đỡ nhiệt tình và ủng hộ cuộc vui hôm nay, thì tôi xin trân trọng cảm ơn các quý khách. Dạ vâng, vừa rồi cũng là những cái lời phát biểu vô cùng chân thật từ phía vị đại diện của gia đình nhà trai. Sau đây để đáp lại tấm chân thành của phái đoàn nhà trai, sau đây cũng xin được một người vị đại diện của gia đình nhà gái cũng có đôi lời phát biểu xin là chân thành, xin trân trọng kính mời. Kính thưa các ông các bà, kính thưa anh em bạn bè thân hữu gần xa, thưa các cụ, các ông, hôm nay được sự nhất trí của hai bên gia đình nhà trai họ Diêu Văn Sướng và thống nhất bên họ nhà gái là họ Tòng Bò Văn Bánh đã thống nhất với nhau. Sau một thời gian các con tìm hiểu thì hai bên gia đình đã tạo điều kiện giúp đỡ hai con đi lại và tìm hiểu nhau. Đến nay đã chín mùi, hôm nay ngày lành tháng tốt, hôm nay hai gia đình chúng tôi thống nhất tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Trước tiên thay mặt gia đình họ nhà gái xin trân trọng cảm ơn các ông các bà cô dì chú bác anh em bạn bè thân hữu gần xa đã bất chút thời gian mưa gió nắng vất vả đường xa xa xôi có thể đến và chúc mừng hạnh phúc cho hai đứa hạnh phúc. Thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn, chúc sức khỏe các ông các bà luôn luôn mạnh khỏe, trẻ mãi không già, luôn thường xuyên chăm lo con cháu, chúc cho hai con cháu mạnh khỏe hạnh phúc vạn sự như ý. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn lời phát biểu ngắn gọn chân thành của gia đình họ nhà gái. Chúc các con thật nhiều sức khỏe thành công trong cuộc sống. Xin được cảm ơn bác rất là nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, sau đây ban tổ chức cũng xin phép toàn thể quý vị khách quý để quý vị được chứng kiến giây phút bằng đại diện hai bên gia đình của chúng ta sẽ chính thức kết tình thông gia. Đó, chúng ta hãy cùng dành cho nhau những cái bắt tay, những cái ôm tuyệt vời nhất để chúng ta kết tình thông gia. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngày vui trọng đại, ngày hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể. Và để đánh mốc lại sự kiện 100 năm hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay, xin mời cô dâu Mông Thủy và chú rể Trung Thái sẽ tiến bên phía trước để chào nhau, cặp nhuấn yêu thương. Xin được trân trọng kính mời. Và xin mời hai em hãy quay mặt vào nhau. Chú rể sẽ trao nhẫn cho cô dâu và cô dâu sẽ trao lại cho chú rể. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, chiếc nhẫn là một vòng tròn không có điểm đầu cũng không có điểm kết thúc, và đó chính là minh chứng để cho đôi bạn trẻ của chúng nhau của chúng ta sẽ gắn kết với nhau, trao cho nhau chiếc kỷ vật của ngày hôn lễ. Để từ đây thì giờ giây phút này chính thức kết tình nên duyên 100 năm hạnh phúc. Vâng, thì ngày xưa thì chung lối chung đường, giờ đây chung gối chung giường chung chăn, chung cha chung mẹ chung ông chung bà, giờ đây trở về chung một mái nhà, cùng nhau xây đắp hạnh phúc trọn đời bên nhau. Và quý vị ơi, xin quý vị hãy đổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để
thì cha mẹ cũng có món quà để dành tặng cho hai con. Và món quà đầu tiên đến từ gia đình nhà gái ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu cũng có món quà để dành tặng cho hai con. Xin được trân trọng kính mời. Chia của mẹ thì nồng hạt sườn, thế thì phải chắc là hạt đồ là em đều có bóng như sẵn nho. Hạt đồ bách em đều có bóng như sẵn nhò. Thế thì mẹ em có chiếc đi chiều lành sẵn hùng. Cả bồng sống khá hẳn sang bón đủ như kém và đồ cười. Thế đồ của mẹ thì nồng ao, ao gắn tố mươi người đời sườn nhớ. Chúc mơ hẳn món quà còn vào cánh cửa em mẹ thì nồng ơi. Cảm ơn tới lại con mẹ thì nồng. Và tiếp theo sẽ là món quà chúc mừng hạnh phúc đến từ gia đình nhà trai. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, quả đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Và ngày sớm hôm mẹ với con lớn mong cả cuộc đời che chở cho đời con. Tính đến ngày hôm nay hai con đã đi xây dựng một cuộc sống mới thì cha mẹ cũng có món quà để dành tặng cho hai con. Và xin chúc cho hai con cho năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Và quý vị ơi, nổ một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng cho phái đoàn nhà trai đi ạ. Dạ vâng, và những tình cảm đầy yêu thương của đại diện về phía hai bên gia đình, cũng như mời quý vị có những thứ hoa và những món quà đặc biệt để cùng chúc mừng hạnh phúc, chúc tương lai cho đôi bạn trẻ với bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Cũng không biết nói gì hơn, cho phép bạn tổ chức chúng tôi thay mặt cho hai bên gia đình cũng như bạn trẻ xin được chân thành cảm ơn những xin chân thành cảm ơn những tình cảm của toàn thể quý vị khách quý. Chúng ta đã có chút thời gian quý giá bạn nào của mình với những ánh mắt nụ cười, những tràng hoa tay và đặc biệt những món quà mà quý vị dành đến cho đội bạn trẻ của chúng tôi ngày hôm nay. Và tổ chức xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Vâng, và để tiếp nối chương trình dạ vâng, cũng là món quà của chị gái của chú rể. Dạ vâng ạ, xin chân thành kính mời ạ. Vâng, và để tiếp nối chương trình sẽ là món quà đến từ em gái của cô dâu. Vâng, xin được trân trọng kính mời em Dung sẽ có món quà để dành tặng cho anh chị. Xin được trân trọng kính mời em. Dạ vâng, và để tiếp nối chương trình sẽ là món quà đến từ em trai của cô dâu ạ. Xin được trân trọng kính mời em Dũng sẽ trở về với sân khấu để có những món quà cao quý ý nghĩa nhất để dành tặng cho anh chị. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng ạ. Và tiếp theo sẽ là món quà chúc hạnh phúc đến từ ông bà ngoại của cô dâu xinh đẹp của chúng ta. Xin mời ạ. Chia của mẹ thì nồng hạt sườn, thế thì để cho bà cùng mẹ em lấy sườn gờ cúc và đàn, cùng có đàn cúc bày sắc bó đầy đơn, không chở thâu chi ẩu cá con tật đầy, cứ sườn em cái ngài bó bày ngon phẩy khâu bền, trong nhiều cằn chùi chưa có hồng, bạc dường nào thấy nhiều lại chẳng tăng ngỏ xó xà đi đầu con mẹ thì nồng.
Dạ vâng. Tiếp theo chương trình sẽ là món quà chúc mừng hạnh phúc đến từ gia đình dì Hà. Xin mời ạ.
Vì vậy xin được chân thành cảm ơn những món quà của gia đình hai bên. Món quà đến từ cha mẹ, người anh, người chị đã có những món quà để dành tặng cho hai con. Và xin chúc cho bố mẹ, anh chị, cô dì, chú bác có thật nhiều sức khỏe, làm ăn tiến tới để ủng hộ cho đời con sau này, được không ạ? Quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng nhau đổ một tràng pháo tay thật lớn, thật đông nhiệt để chúc mừng cho món quà cho con dâu và chú rể đấy ạ. Và ngay giờ phút này đây thì xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ nâng những ly rượu tình dịu yếu nhất, ngọt ngào nhất để tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với ơn sinh thành của mẹ cha hai bên. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng nhau rót đầy những ly rượu để chúng ta cùng nhau giơ lên thật cao để chúc mừng tương lai hạnh phúc cho cô dâu và chú rể, cũng như chúc mừng cho hai bên gia đình sẽ mãi keo sơn gắn bó bền chặt. Và xin mời cô dâu và chú rể sẽ nâng những ly rượu tình riêng liếng nhất để tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với ơn sinh thành của mẹ cha hai bên. Và xin mời hai bên gia đình sẽ chạm chén nhau để chúc cho mối tình thông gia ngày càng keo sơn gắn bó bền chặt. Xin được trân trọng kính mời. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng nhau giơ những ly rượu của mình lên đi ạ. Và đại gia đình của chúng tôi cũng như đôi bạn trẻ cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý thay cho lời cảm tạ chân thành nhất. Sau đây đại gia đình sẽ có chén rượu, xin chân thành xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng rót ly rượu thật đầy. Đại gia đình sẽ có chén rượu để mời thay cho lời cảm ơn chân thành nhất toàn thể quý vị khách quý có mặt chủ trì ngày hôm nay ạ. Xin mời toàn thể quý vị ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời đại gia đình, hai bên gia đình sẽ xuống tầng ban tiệc để chào đón các vị khách thân thương của mình. Và cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ nán lại sân khấu một chút ạ. Xin mời hai em hãy đến với bàn tiệc riêng của mình. Xin được trân trọng kính mời hai em. Vâng. Và cô dâu của chúng ta sẽ cầm hai tay và một tay của chú rể sẽ vòng qua eo của cô dâu ạ. Xin mời hai em hãy cùng cắt bánh uyên ương, cắt từ từng dưới lên trước. Cắt hai miếng. Vâng, bánh này là bánh mía, bánh tình, tâm lòng tròn xuất giữa mình với ta. Bánh này xin được cắt ra như trăng soi sáng giữa ta với mình. Như chiếc mắt bánh ngày hôm nay cũng đã nói lên rằng cô dâu và chú rể đã chính thức nên vợ thành chồng. Trước sự chứng kiến đông đủ của tất cả mọi người đã có mặt tại buổi tiệc ngày hôm nay, okay, em một tràng pháo tay thật đông nhiệt để chúc mừng cho đôi tương lai ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời chú rể của chúng ta sẽ đến với tháp ly tình yêu. Xin mời chú rể sẽ cầm chai champagne lên đi ạ. Sau đó lắc thật đều, thật mạnh để bật nắp chai champagne. Bật nắp chai champagne qua chiều xuống ốc ạ. Và để thể hiện tình yêu của mình dành tặng cho cô dâu qua một chai rượu champagne nào. Quý vị ơi, một tràng pháo tay thật đông nhiệt nào. Xin mời hai em hãy nắm chặt tay nhau và hãy rót đầy những ly rượu để tượng trưng cho sự nồng cháy và khát vọng của con tim. Có đúng là em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Em như một chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Từ nay nghĩa vợ từng chồng, thủy chung cây đắng mặn nồng cùng nhau. Vâng, xin được trân trọng kính mời em tiếp tục chai sân phân thứ hai. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, chúng ta đã hiện diện nơi đây, ai cũng đều được cha mẹ sinh ra lớn lên và trưởng thành. Và khi đã đến cái tuổi trưởng thành, tiếng gọi tình yêu bắt đầu lên
một lần nữa phần chia sẻ của chúng ta.